Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của S News. Và để có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày thì mọi người đừng quên đăng ký kênh S News của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với S News chúng mình xem là buổi chiều ngày hôm nay sẽ có những thông tin nào đáng chú ý nhé. Như mọi người cũng đã biết thì Khoa Búc và Vương Phạm luôn là những người bạn đồng hành cùng với nhau trong những clip YouTube hay là chuyện làm ăn kinh doanh. Sau những lùm xùm nghi vấn có dấu hiệu tan vỡ tình bạn giữa hai người thì hành động mới đây nhất của Khoa Búc khi anh xóa hẳn 3 clip YouTube quan trọng có liên quan tới Vương Phạm đã khiến cho nhiều người tin vào dấu hiệu tan vỡ này. Cuối cùng thì nghi vấn dân mạng đưa ra vào cuối tháng 12 năm 2021 về trục trặc trong mối quan hệ của Khoa Búc và Vương Phạm đã có thêm cơ sở mới. Tối ngày 9 tháng 1 thì Khoa Búc đăng video có tuyên bố là từ nay sẽ không hợp tác với bất kỳ ai khi làm YouTube cũng như là trong chuyện kinh doanh. Sau đó thì netizen tiếp tục phát hiện ra là anh chàng thẳng tay xóa liền 3 clip quan trọng khác, càng củng cố thêm cho tuyên bố trên. Cả 3 video này đều có sự góp mặt của triệu phú Vương Phạm. Đầu tiên là clip phi vụ đi mua máy bay 115 tỷ về Việt Nam của nam blogger gốc Nha Trang cùng Vương Phạm đăng tải vào ngày 28 tháng 10. Đợt đó thì cả hai khiến cho mạng xã hội râm rộ vì độ chịu chơi lớn khi hùng tiền mua chuyên cơ để đi review du lịch, còn đăng tuyển phi công với đãi ngộ lớn. Tuy nhiên thì cuối tháng 12 cả hai bị tố là lừa đảo vì chưa thật sự là muốn mua máy bay, Vương Phạm đã phải lên một clip giải thích về vụ việc này. Dù vị triệu phú đã đăng clip giải thích nhưng Khoa Búc vẫn giữ nguyên clip với tiêu đề sai sự thật trên YouTube, bị cho là lương lẹo nửa vời. Đến nay thì clip cũng đã bị xóa. Tiếp theo là hai clip liên tiếp nằm trong phi vụ hợp tác mở nhà hàng lẩu tại Houston, Texas, Mỹ hồi giữa tháng 11 năm 2021. Trong clip đầu tiên thì đôi bạn cùng nhau đi khảo sát mặt bằng, chia sẻ về kỳ vọng mở nhà hàng lẩu Việt sánh tầm với quốc tế như là Hai Di Lao. Clip tiếp theo là cặp đôi cùng nhau đi ký hợp đồng chốt giá gần 6 tỷ tiền mua địa điểm. Nhà hàng lẩu của Khoa Búc thì phần nào yên bình hơn so với vụ mua máy bay, nhưng cả hai clip đều bị cho là đã bay màu. Cả ba clip Khoa Búc vừa xóa đều là những clip quan trọng đánh dấu phi vụ làm ăn lớn với Vương Phạm, đồng thời cũng từng là biểu tượng cho tình bạn này. Việc xóa clip lần này càng khiến cho netizen có cơ sở khẳng định là mối quan hệ của hai người đã có trục trặc. Trước đó khoảng 2 tuần thì netizen đã phát hiện Khoa Búc âm thầm xóa ảnh đánh dấu cột mốc tình bạn với Vương Phạm trên Facebook. Một tháng trước đó thì xóa tên nhau ra khỏi status. Sau hai lần bị cô em thẳng tay đối xử như vậy nhưng Vương Phạm vẫn không hề có phản ứng nào. Dù vậy thì chuỗi vlog khám phá Alaska của Khoa Búc và Vương Phạm vẫn còn nằm trên YouTube nên một số bộ phận vẫn còn hy vọng về tình bạn giữa hai người. Và còn các bạn có những suy nghĩ như thế nào thì đừng quên để lại bình luận cho SD chúng mình biết. Và chúng mình là SD, mọi người quên like, share lên cái kênh để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.